Em nhà vườn Lu Bonsai xin được kính chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn, những người yêu và đam mê cây hoa trà mi. Đó thì trong cái video ngày hôm nay thì em có chia sẻ với các bác đó là khi cái cây trà đã đóng nụ thành công đó, và các bác chăm sóc cái nụ và làm sao có những cái động tác gì để có được một cái cây trà nó ra hoa vào đúng cái thời điểm Tết đó, với một cái cây nó cho cái hoa đẹp nhất, cái bông nó chuẩn nhất, thắm nhất và cho cái đợt hoa nó kéo dài nhất. Đó, thì đó chính là cái nội dung trong cái video này của em ngày hôm nay chia sẻ với các bác. Đó thì bác nào mà trồng trà, chơi trà mi thì các anh chị sẽ đều đã biết là tại thời điểm này thì gần như tất cả các cái dòng trà Việt đó thì đã đều đóng nụ, nó đã đều đóng nụ cả rồi. Đó, thì đối với những cái dòng trà như Gia Trọc, Bạch Cổ, Vô Nhị thì đó là cái dòng trà nó cho hoa sớm hơn một chút vào thời điểm tầm Tết Dương lịch đó. Đầu tháng 12 âm lịch đó, Tết Dương lịch thì tại thời điểm này nếu mà cây để nó phát triển một cách tự nhiên, không có sự can thiệp rồi không có sự dùng kỹ thuật gì về vấn đề hãm hoa thì hiện tại thì cái nụ của nó đã to bằng cái đầu đũa rồi. Thế còn tất cả những cái dòng trà đỏ đó như là trà Liệu Điểm Tuyết, trà Thâm Bát Diện, trà Liệu Cổ Nam Định thì hiện tại thì cái nụ nó đã bằng cái hạt đỗ nhỏ rồi, bằng cái hạt gạo rồi. Ví dụ như đây là một cây trà thâm của nhà em thì cái nụ nó cũng đã bằng cái hạt đỗ rồi. Thì tất cả cái nụ này thì nó sẽ cho hoa vào tầm đúng dịp Tết âm lịch. Đây là một cây trà bạch nhà em thì nó cũng cây này thì em cũng có sử dụng cái kỹ thuật hãm hoa đó, để cho nó hoa ra hoa đúng vào dịp Tết âm lịch. Thì hiện tại thì cái nụ nó cũng còn khá là nhỏ. Đó thì để mà có được một cái cây trà mi nó cho hoa đẹp nhất và cái chu kỳ hoa nó dài nhất trong cái thời điểm mà mùa xuân đó, thì các bác sẽ có cái động thái làm như thế nào khi cái cây nó đã đóng nụ thành công đó. Thì đầu tiên phải nói rằng là để một cái cây hoa và nó cho cái hoa nó đẹp nhất đó, bởi vì một cái cây trà đặc tính của nó là cái lá của nó xanh quanh năm. Một cái lá có thể nó tồn tại trên cái cây hàng vài năm chứ không phải là một năm. Đó, cái lá luôn luôn có một cái màu xanh như vậy. Thì khi cái cây nó cho ra hoa là hoa trắng hay là hoa đỏ, thì nó luôn luôn nó phối màu với cả cái lá của cây, cái tàn của cây. Thì có một cái màu xanh của lá cho mình một cái năng lượng, một cái sự ấm áp trong cái mùa xuân lạnh, mùa đông, mùa xuân lạnh giá. Đó, và trên đầu ngọn lá đó là những cái bông hoa đó, thì vậy có sự phối hợp ở giữa hoa và lá thì nó mới tạo ra cái vẻ đẹp tổng thể của cái cây hoa trà mi đó. Vậy thì một cái cây hoa đẹp, với cái kinh nghiệm của em chơi cây trà mi nhiều năm thì em thấy rằng là một cái cây hoa trà mi đẹp, khi một cái cây tầm trung như thế này thì khi trên cái cây này nó chỉ có tầm khoảng 10 đến 20 bông hoa là đẹp, hoặc 10 đến 15 bông hoa là đẹp. Đó, nó chỉ điểm như vậy thôi, 10, chứ còn nếu nó dày hoa quá thì các bác nhìn nó sẽ bị nhảm. Nó nhìn nó sẽ không có sự thanh thoát, nó không có cái sự phối hợp với cái màu xanh của lá thì nó không toát lên được hết cái vẻ đẹp của cây hoa trà mi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bác để nó thưa hoa thì đồng nghĩa với cái việc là cây nó sẽ khỏe và cái chu kỳ hoa nó sẽ kéo dài. Đó, vậy để làm được cái việc đó thì khi cái cây trà nó đang nụ như này, đó thì các bác sẽ có một cái động thái đó là tất cả những cái nụ nó cùng một lứa, nó cùng một cái độ lớn như nhau. Đó thì các anh chị để, một là để cái mặt tiền hoặc các anh chị để xung quanh cái cây hoa, các bác chỉ để cho em khoảng tầm 15 nụ thôi, còn đâu các bác vặt bỏ đi trong một lứa. Đó, và mình lại tiếp theo cái lứa nụ nó nhỏ hơn, mình cũng có cái động tác như vậy. Đó thì có thể là trên một cái cây hoa trà mi thì nó sẽ có khoảng 3 cái lượt nụ, 3 đến 4 lượt cái lứa nụ khác nhau. Và mỗi một lứa nụ mình chỉ để tầm khoảng 15 cái nụ hoặc để 20 cái nụ. Còn đâu mình vặt bớt đi. Mục đích là gì? Mục đích là thứ nhất để khi cái cây cái nụ của nó mà nó nhiều thì đồng nghĩa việc là cái dinh dưỡng cho cái cây để phục vụ cho việc nuôi nụ nuôi hoa nó cũng rất là mất rất là nhiều dinh dưỡng. Mình vặt đi để thứ nhất là mình dưỡng cây,
để cho cây nó khỏe hơn. Cái thứ hai là để nó san sẻ cái lượng dinh dưỡng để đến tất cả những cái các cái nụ hoa, nó không phải có cái nụ nào còi, không có cái nụ nào mà nụ lớn nụ còi đó, mà mình trên một cái lượt nụ đó mình sẽ chọn ra 15 20 cái nụ nó đẹp nhất, nó đều nhất mình để lại, còn đâu mình vặt bỏ đi đó. Còn thì nó sẽ cho một cái lứa nụ, một cái lứa hoa rất là đều đó, và cái hoa cái nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng, và nó cho cái bông hoa nó căng nhất, nó thắm màu nhất và nó đẹp nhất đó. Vậy thì khi các bác để một cái lượt nụ như vậy thôi thì trên cái cây của các bác nó sẽ có 3 đến 4 lượt nụ, và đồng nghĩa với việc là khi anh chị chơi hoa thì nó sẽ có 3 đến 4 lượt hoa, và có thể nó kéo dài 2 3 tháng. Đó thì đó là cái cách làm của em, và đó khi một cái cây trà mi và nó cho cái những cái lượt hoa nó vừa phải như vậy, nó phối vào cái màu xanh của lá, nó cho một cái cây trà mi rất là đẹp. Đó, và một cái yếu tố nữa đó là để có cái nụ cái hoa nó đẹp thì cái nắng buổi chiều rất là quan trọng các bạn. Đó, thì các anh chị vẫn có cái động tác là che chắn cho cây hoa trà mi để tránh cái ánh nắng trực tiếp. Thế tuy nhiên làm sao để cho nó vẫn được có được một cái lượng ánh sáng, đặc biệt là cái ánh sáng buổi chiều nó rất là tốt cho cây. Đó, thì khi các bác làm được như vậy thì cái cây hoa trà mi của các bác sẽ cho một cái cây hoa nó nở hoa vào đúng dịp Tết, với một cái mật độ hoa cũng như là cái sự hài hòa cân đối trong một cái cây hoa, bông hoa và cái lá cây, cái tán bóng rất là đẹp. Chúc các bác thành công và chăm sóc cho mình được những cái cây hoa trà mi nó đẹp nhất. Trong cái video này của em hôm nay thì em sẽ dừng lại ở đây. Xin được cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi, và hãy ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh các bác nhé. Em chào các bác.